Có cách nào mà bạn đang muốn theo dõi mọi chuyện xảy ra mà không cần dùng nguồn điện hay là wifi? Có nha, chuyện gì cũng có cách giải quyết của nó, huống chi là chuyện này dễ mà. Đây nè, đây là camera năng lượng mặt trời, camera Rabbitcam sẽ giải quyết vấn đề này dành cho bạn. Với bộ pin năng lượng mặt trời tích hợp, nó có thể hoạt động trong 1-2 ngày mà không cần ánh nắng mặt trời. Độ phân giải 5.0 chuẩn đảm bảo rằng bạn có hình ảnh rõ nét. Chiếc cam này còn có góc quay cực rộng và chất lượng hình ảnh rất chuẩn. Hơn nữa, camera năng lượng mặt trời Rabbitcam sử dụng SIM 4G để giữ luôn được kết nối. Bạn có thể theo dõi nhà của mình, cửa hàng hoặc văn phòng mà không cần phải lo về việc không có kết nối. Một tính năng nữa đó là khả năng xoay 360 độ và theo dõi chuyển động. Khi phát hiện bất kỳ chuyển động trong khu vực quan sát, camera sẽ tự động ghi lại hình ảnh và gửi thông báo đến điện thoại của bạn. Vừa rồi là những tính năng và tiện ích của camera năng lượng mặt trời Rabbitcam để bạn xóa tan những lo âu về điện và wifi. Vậy bạn còn chần chờ gì nữa mà không mua ngay em đi về để lắp ngay trong nhà của bạn? Vậy nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hay câu hỏi nào muốn hỏi mình thì cứ comment bên dưới, mình sẽ trả lời cho các bạn nhé.